quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, căn cứ nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, xét đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 4755 ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo và đề nghị các cơ quan đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị nhà nước của Trung ương đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau đây gọi chung là cơ quan đơn vị nhà nước, thực hiện phương thức làm việc cụ thể như sau. Các cơ quan đơn vị nhà nước căn cứ vào cấp độ dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh được công bố để bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc và tổ chức hoạt động tại cơ quan đơn vị phù hợp nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính kịp thời, đúng hạn, không để đình trệ công việc, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm đã đề ra. Cụ thể: 1. Điều kiện để bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và cá nhân đại diện tổ chức đến làm việc trực tiếp tại trụ sở. 1.1. Các cơ quan, đơn vị nhà nước có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 1.2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và cá nhân đại diện tổ chức đến làm việc trực tiếp tại trụ sở phải đảm bảo đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm, hoặc là người mắc COVID-19 đang khỏi bệnh dưới 6 tháng. 1.3. Việc tổ chức hoạt động của cơ quan đơn vị nhà nước phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định. 1.4. Thực hiện việc xét nghiệm với SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của ngành y tế. 2. Hoạt động của cơ quan công sở. 2.1. Khi Thành phố Hồ Chí Minh được xác định cấp độ dịch là cấp 1, nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh, và cấp 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng, các cơ quan đơn vị thực hiện bố trí toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, tổ chức xét nghiệm biện pháp 5K, không bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực phong tỏa, khu vực cách ly y tế. Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định. Tiếp tục khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp và tập trung đông người tại trụ sở cơ quan đơn vị. 2.2. Khi Thành phố Hồ Chí Minh được xác định cấp độ dịch là cấp 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam, các cơ quan đơn vị thực hiện bố trí tối đa 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan đơn vị trừ lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan đơn vị có nhu cầu hoặc các đơn vị đặc thù bố trí quá 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan đơn vị phải được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận bằng văn bản. Không bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực phong tỏa, khu vực cách ly y tế. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn lại sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua kết quả công việc. Lưu ý không để công việc bị đình trệ, đặc biệt là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kết quả hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công tại nhà là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính đã được cơ quan đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cơ quan đơn vị đã phối hợp với các đơn vị bưu chính công ích để tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp được thực hiện theo danh mục thủ tục hành chính đặc biệt cấp bách do Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn. Ngoài phạm vi danh mục thủ tục hành chính đặc biệt cấp bách do Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn, tùy đặc điểm tình hình tại cơ quan đơn vị phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, thủ trưởng cơ quan đơn vị chủ động xem xét quyết định tiếp nhận trả kết quả trực tiếp các trường hợp cấp bách cần thiết khác trên cơ sở đề nghị cụ thể của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 2.3. Khi Thành phố Hồ Chí Minh được xác định cấp độ dịch là cấp 4, nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ, các cơ quan đơn vị thực hiện bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan đơn vị trừ lực lượng
hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan đơn vị có nhu cầu hoặc các đơn vị đặc thù bố trí khoảng 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc phải được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận bằng văn bản, không bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực phong tỏa, khu vực cách ly y tế. Các nội dung được làm việc trực tiếp tại cơ quan đơn vị, từ cơ quan xử lý văn thư đi đến và các văn bản theo chế độ mật, tham mưu xử lý giải quyết công tác liên quan phòng chống dịch COVID-19 theo chức năng nhiệm vụ được phân công, thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố, tiếp nhận xử lý giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các thủ tục hành chính đặc biệt cấp bách theo danh mục hướng dẫn của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có trách nhiệm phân công giao việc cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn lại sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua kết quả công việc. Lưu ý không để công việc bị đình trệ, đặc biệt là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kết quả hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công tại nhà là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính đã được cơ quan đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Cơ quan đơn vị đã phối hợp với các đơn vị bưu chính công ích để tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp để thực hiện theo danh mục thủ tục hành chính đặc biệt cấp bách cho văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM hướng dẫn. Ngoài phạm vi danh mục thủ tục hành chính đặc biệt cấp bách do văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM hướng dẫn, tùy đặc điểm tình hình tại cơ quan đơn vị phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, thủ trưởng cơ quan đơn vị chủ động xem xét quyết định tiếp nhận trả kết quả trực tiếp các trường hợp cấp bách cần thiết khác trên cơ sở đề nghị cụ thể của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 3. Công tác kiểm tra việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc và thực hiện quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 3.1. Do thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện kiểm tra việc triển khai quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 3.2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về các nội dung liên quan về phương thức làm việc của cơ quan đơn vị nhà nước theo quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 3.3. Các cơ quan đơn vị nhà nước có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc và công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc bằng hình thức phù hợp, thực hiện nghiêm việc đánh giá bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan đơn vị nhà nước theo quy định. Căn cứ vào tình hình phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định điều chỉnh phương thức làm việc phù hợp đối với các cơ quan đơn vị nhà nước. Quận Tân Phú đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 đợt dịch lần thứ tư trên địa bàn quận. Tham dự có đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt dịch thứ tư, quận Tân Phú là một trong những điểm nóng, là địa bàn có nguy cơ cao, nhưng với sự nỗ lực, quận đã từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch. Từ địa bàn có nguy cơ cao đến nay đã giảm dần đạt cấp độ 1. Trong đó, số lượng ca nhiễm mới trong tuần đạt cấp độ 2, tỷ lệ người tiêm vaccine tăng cao, bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến, hệ thống y tế cơ sở được tăng cường. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội đã hỗ trợ kịp thời những hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Tân Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch, đồng thời chỉ đạo rà soát các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trở lại, quan tâm hỗ trợ, đồng hành giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền của quận, nhất là việc tổ chức xét nghiệm định kỳ cho người lao động. Dịp này, quận Tân Phú đã biểu dương khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị, lừa đảo chỉ qua tin nhắn hay vài cuộc điện thoại, chiêu thức rất cũ và rất khó tin là vẫn tiếp tục diễn ra và đưa nhiều người vào bẫy, mất đi tài sản từ hàng chục, hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Sự kết hợp công nghệ và chiêu trò tâm lý thật sự rất nguy hiểm mà mọi người không thể lơ là cảnh giác, đặc biệt là luôn tìm hiểu, nắm vững quy định pháp luật để phòng ngừa.
buổi sáng thứ bảy thì tôi có nghe được một cú điện thoại hỏi là tôi có mua bảo hiểm hồi tháng 1 năm 21 không? Tôi trả lời là không. Thì nói là thế thì chị đã để bị thất lạc hay như thế nào đó để một người người ta lấy cắp thông tin cá nhân của chị, ký giả tên chị và mua một cái bảo hiểm tháng 1 năm 21. Chị có dùng số điện thoại Zalo không? Tôi bảo là hai số của tôi đều Zalo hết thì tôi khai báo hết. Tôi dùng số nào tôi khai báo hết cho họ. Thì họ cho tôi xem một cái hình ảnh chỉ trong mấy giây thôi là trong đó có hình ảnh của công an. Nạn nhân cho biết thêm, các chi tiết mà đối tượng giả mạo lừa đảo đưa ra rất thuyết phục. Họ tự xưng làm trong ngành công an, nói nạn nhân có liên quan đường dây buôn bán ma túy rửa tiền, đề nghị hợp tác điều tra. Thì họ nói là thế thôi, bây giờ chị hợp tác với bên tôi để cho tôi cung cấp cho bên tôi để bên tôi điều tra. Vì có 800 số tài khoản đang bị rửa tiền và buôn ma túy thì tôi mới sẵn sàng, tôi bảo các anh bất cứ ở đâu và bất cứ thời điểm nào tôi sẵn sàng gặp các anh để tôi cung cấp các thông tin để các anh điều tra, mở mạng và làm theo hướng dẫn những cái chương trình mà của ngân hàng OTP rồi mật khẩu nọ kia. Thì đến khi mà tôi tỉnh lại thì tôi hoang mang, tự nhiên tôi bảo ơ sao tiền của tôi bị mất hết trong tài khoản rồi, thì họ nói là đây là ngân hàng nhà nước đang phong tỏa lại, rồi khi họ xác minh xong họ sẽ trả lại tôi. Cẩn tắc vừa nãy là nó đánh vào cái tâm lý là nó nói mình là không phải mình là người mà đi lừa mà mình là người đang bị hại, mình là người bị hại nên mình phải khai báo để cho cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra để cho mình không bị tên tuổi trên mạng. Vụ việc trên là một trong 22 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ đầu tháng 10 đến nay mà cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý, tăng 12% so với cùng kỳ, tương đương tỷ lệ 120%. Lý giải về nguyên nhân, nhiều chuyên gia cũng cho biết về việc bảo mật các trang thông tin điện tử của Việt Nam đa số chưa cao, bên cạnh sự phát triển quá nhanh của công nghệ thế giới, do đó hacker từ nước ngoài xâm nhập và lấy được thông tin khách hàng rất dễ dàng. Thậm chí trên mạng còn có bán các gói, họ tên, địa chỉ, số điện thoại của các cá nhân để thực hiện hành vi tiếp cận và lừa đảo nạn nhân. Hiện nay thì cũng đã có những cái chế tài xử lý hết sức là nghiêm khắc, là xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu có giá trị chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên. Và tuyệt đối nâng cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp cái tài khoản ngân hàng hoặc là cái mã OTP. Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự sẽ làm việc bằng văn bản gửi giấy triệu tập tống đạt hợp lệ đến để mời đến cơ quan chức năng tại trụ sở của các cơ quan công an và viện kiểm sát để làm việc. Bất kỳ ai đến nhà mà không xuất trình được những giấy tờ liên quan đó và cái thành phần đi không đúng chức năng đó thì quý bà con vui lòng thứ nhất là không ở cửa. Cái thứ hai gọi điện thoại ngay cho cơ quan chức năng ở tại địa phương. Cái thủ đoạn là lợi dụng cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án. Cái chiêu thức này, thủ đoạn này đã rất là lâu và Bộ Công an và các báo đài cũng đã đưa tin thường xuyên và cũng đã có xử lý bắt giữ rất là nhiều. Nhưng cái thực trạng này vẫn còn nhiều người dân bị lừa về hình thức này. Cái này thì cơ quan công an cùng với lực lượng hình sự của công an các quận huyện đã tập trung đấu tranh. Một thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã có cái xử lý. Ngoài cái việc đấu tranh thì chúng tôi cũng thường xuyên đã có cái tuyên truyền cái phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng để cho người dân có cái nắm được và có cảnh giác. Dùng những thủ đoạn gian dối để lừa đảo qua mạng không riêng gì ở Việt Nam mà tình trạng này phát triển phổ biến ở nhiều nước khác. Tuy nhiên, đa số nạn nhân sau khi bị mất tiền cũng còn tâm lý e ngại, đã không tố giác nhanh chóng để kịp thời hợp tác với cơ quan chức năng, thu thập chứng cứ xử lý. Tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục điểm báo. Ngày 6 tháng 11, chuyến tàu thuộc tuyến đường sắt đô thị Metro Cát Linh Hà Đông bắt đầu lăn bánh rời ga Cát Linh Đống Đa hướng về ga Yên Nghĩa Hà Đông, đánh dấu thời khắc lịch sử khi tuyến đường sắt trên cao chính thức được đưa vào khai thác thương mại. Đây là tuyến metro đầu tiên của Hà Nội và cũng là của cả nước khi đi vào khai thác sau 10 năm khởi công xây dựng. Trong giai đoạn 1, 6 tháng đầu, trong đó có 15 ngày đầu chở khách miễn phí. Thời gian mở tuyến của Metro Cát Linh Hà Đông từ 5 giờ 30, thời gian đóng tuyến là 22 giờ, vận hành từ 4 đến 6 đoàn tàu với giãn cách chạy tàu từ 10 đến 15 phút một lượt. Giai đoạn 2, 6 tháng tiếp theo, mở tuyến từ 5 giờ 30, đóng tuyến 22 giờ 30, vận hành 9 đoàn tàu, giãn cách chạy tàu giờ cao điểm 6 phút một lượt và bình thường là 10 phút một lượt.
Ngoài mua vé tự động, hành khách có thể mua vé trực tiếp tại quầy bán vé ở nhà ga. Giá vé mở cửa của tuyến metro Cát Linh Hà Đông là 7.000 đồng, mỗi km thêm 600 đồng hoặc mua vé ngày hay vé tháng. Người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo đều được miễn phí. Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 năm 2022 và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi. Bộ Y tế cho biết việc xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, kinh nghiệm sử dụng vaccine của các quốc gia và các loại vaccine đã được cấp phép tại Việt Nam có chỉ định cho nhóm đối tượng trẻ dưới 12 tuổi. Theo Bộ Y tế, chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi ở Việt Nam đã chính thức triển khai từ đầu tháng 11 năm 2021 trên toàn quốc. Hiện 7 địa phương tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Kiên Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh và Vĩnh Long. Khoảng 800.000 liều vaccine đã được tiêm. Một số địa phương khác đã lên kế hoạch triển khai tiêm cho trẻ khi vaccine COVID-19 được phân bổ. Bộ Y tế đang hướng tới độ vaccine bao phủ dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 100% trong quý tư năm 2021 và đầu năm 2022. Riêng về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ dựa trên khả năng cung ứng vaccine của nhà sản xuất. Sau khi nới lỏng giãn cách và cho phép các dịch vụ hoạt động trở lại, Cuba tiếp tục tiến đến khôi phục ngành du lịch. Đảo quốc Caribe đang chuẩn bị đón khách du lịch từ ngày 15 tháng 11 khi các sân bay hoạt động trở lại. Thủ đô La Habana đã trở nên đông đúc khi các dịch vụ được phép hoạt động trở lại. Giao thông giữa các tỉnh dần được khôi phục, tạo điều kiện cho nhiều người đoàn tụ với gia đình. Nhiều cơ sở kinh doanh và nhà hàng cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi sắp sửa đón khách trở lại, góp phần phục hồi ngành du lịch vốn là một trong những trụ cột của nền kinh tế Cuba. Chúng tôi đang dọn dẹp và sửa sang lại nhà hàng. Tôi hy vọng rằng sau ngày 15 tháng 11, mọi chuyện sẽ được cải thiện. Có nhiều người như tôi bắt đầu làm việc lại. Tôi mong rằng mọi người sẽ có được niềm vui khi Cuba mở cửa đất nước. Đảo quốc vùng Caribe này từng đón 4,2 triệu khách du lịch trong năm 2019, nhưng con số này đã giảm mạnh xuống còn khoảng 1 triệu người trong năm 2020, thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. Chương trình tiêm chủng dựa vào vaccine nội địa đã giúp Cuba giảm tỷ lệ lây nhiễm và tử vong. Đến nay có hơn 7,3 triệu người ở Cuba đã được tiêm vaccine đủ liều. Hôm qua, Trung Quốc đã phải liên tục phát đi cảnh báo tuyết rơi lớn, không khí lạnh và sương mù từ miền Tây Bắc đến Đông Nam. Một số nơi được dự báo tuyết dày 20cm nhưng trên thực tế lên tới 1m. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt của các địa phương nước này từ Tây Bắc đến Đông Nam sẽ giảm từ 8 đến 10 độ C. Một số nơi giảm sâu 12 đến 14 độ C, thậm chí trên 16 độ C. Bên cạnh đó, khu vực phía Bắc như Nội Mông, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh còn có tuyết lớn và bão tuyết. Một số khu vực ở phía Đông Tân Cương và Nội Mông đã xuất hiện gió và mưa tuyết lớn. Trong đó có nơi ở Nội Mông tuyết ngập dày lên tới 1 mét. Do ảnh hưởng của tuyết, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên một tuyến đường cao tốc thuộc địa phận Nội Mông vào sáng ngày 6 tháng 11, khiến nhiều người bị kẹt trên đường. Không chỉ có bão tuyết, nhiều tỉnh thành phía Bắc nước này còn xảy ra hiện tượng sương mù, khiến tầm nhìn phổ biến chỉ ở mức 1 km, có nơi chưa tới 200 mét. Tình trạng sương mù và ô nhiễm không khí đã khiến thủ đô Bắc Kinh phải đóng cửa nhiều tuyến đường cao tốc và hoãn hủy hơn 1.000 chuyến bay. Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng xuống khu vực phía Đông Nam Trung Quốc. Từ sau ngày 7 tháng 11, mưa tuyết sẽ dịch chuyển sang phía Đông và một số nơi tiếp tục xảy ra bão tuyết. Thưa quý vị, được khởi động từ tháng 8 năm 2021, cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Chung một niềm tin chiến thắng do Sở Văn hóa Thể thao tổ chức đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Với tiêu chí tìm kiếm những tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung sâu sắc, giá trị thẩm mỹ nghệ thuật cao, chương trình kỳ vọng thông qua các hình thức tuyên truyền, quảng bá phong phú sẽ giới thiệu những tác phẩm ý nghĩa, từ đó đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp đến đông đảo công chúng. Là tác giả của hàng trăm ca khúc, trong đó nhiều bài hát được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Thế nhưng khi tham gia sáng tác hưởng ứng cuộc vận động sáng tác chủ đề Chung một niềm tin chiến thắng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn cảm nhận rõ những cảm xúc rất riêng. Đây là bài hát mà Chung viết sau khi trò chuyện cùng với lại một người bạn là đồng nghiệp. Đây là bài hát có tên là Mong Sao Dịch. Bài hát này nói về các cô gái trong suốt
thì Trung nghĩ đây là khoảng thời gian mà chúng ta cùng nhau phải đối mặt, và nó là cái khoảng thời gian rất là đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Với mục đích tôn vinh những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các lực lượng tuyến đầu, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, cuộc vận động đã nhận gần 1.300 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh. Đa số là tác phẩm của các anh chị là gửi về thi ấy, thì gần giống như là chất cổ động, thủ khắc mỗi người thêm một sáng tác khác nhau. Thì có những cái hào hùng có cái khí thế có những cái sâu lắng cũng có. Đó, thì chúng ta cảm thấy rằng chính vì sự đa dạng đó chắc chắn sẽ đem đến cái cuộc thi này có những tác phẩm sẽ đến cho các anh chị và sẽ có một cái nguồn tác động rất lớn trong cuộc sống của chúng ta. Được phát động từ những ngày thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, để tạo sức hút và sự lan tỏa trong lòng công chúng, ban tổ chức đã xây dựng chuỗi talk show trực tuyến Mỗi Người Dân Là Một Chiến Sĩ, phát sóng định kỳ mỗi tuần từ ngày 14 tháng 8 như một điểm nhấn đặc biệt của chương trình. Và đến thời điểm này thì các tác phẩm tôn vinh sự đóng góp của lực lượng tuyến đầu, nêu bật sự đồng lòng chung sức của những người dân trong phòng chống Covid-19, hàng ngày vẫn được các tác giả từ khắp mọi miền đất nước gửi về tham gia chương trình như một lời tri ân đặc biệt đối với những hy sinh thầm lặng cao cả trong suốt những tháng ngày căng thẳng chiến đấu với dịch bệnh. Vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thông thường, tất cả những cảm xúc chân thật của các tác giả được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những lây cảm trong lòng công chúng, từ đó mang đến niềm tin động lực cho giai đoạn mới của công tác phòng chống dịch. Xin chào bà, thưa bà, cuộc vận động sáng tác chung một niềm tin chiến thắng thì đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Đến thời điểm này thì bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa cũng như là sự lan tỏa của chương trình, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đã nỗ lực để xây dựng talk show trực tuyến Mỗi Người Dân Là Một Chiến Sĩ như là một điểm nhấn đặc biệt ạ? Cuộc vận động sáng tác chung một niềm tin chiến thắng là rất vui mừng khi ban tổ chức của cuộc vận động đã nhận được số lượng tác phẩm gửi về thể hiện sự quan tâm rất lớn từ các tác giả ở mọi miền đất nước. Và có thể nói cuộc vận động chúng ta nó đã vượt ra khỏi một cái quy mô, một cái tính chất của cuộc thi về nghệ thuật đơn thuần, mà ở đó là không gian của sự tri ân, chia sẻ, mong muốn mỗi một người dân sẽ đóng góp sức mình thông qua tác phẩm nghệ thuật để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Đến giờ phút này thì chúng tôi có thể nhận định rằng các tác phẩm của chúng ta đều rất giàu cảm xúc và nó thể hiện một niềm tin rất mãnh liệt vào chiến thắng đại dịch của dân tộc mình. Và tính chân thật là điều mà ban tổ chức cũng như là ban thẩm định đã đánh giá sơ khởi ban đầu. Trong cái việc lan tỏa các tác phẩm thời gian vừa qua thì với talk show Mỗi Người Dân Là Một Chiến Sĩ, hàng tuần chúng tôi tổ chức để giới thiệu những tác phẩm hay, những tác phẩm ấn tượng trong tuần của các tác giả gửi về. Và bên cạnh đó thì talk show cũng giới thiệu các gương mặt văn nghệ sĩ hoặc những người có tầm ảnh hưởng xã hội đã đồng hành cùng với cả nước trong công cuộc phòng chống dịch bằng những việc làm cụ thể có những lợi ích cho cộng đồng. Và bên cạnh đó, thông qua talk show thì chúng tôi cũng kêu gọi sự đóng góp của các mạnh thường quân, của mọi người dân cho quỹ phòng chống Covid của thành phố Hồ Chí Minh do Mặt trận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố quản lý và vận hành. Và tới đây chúng tôi dự kiến sẽ làm những cái chương trình nó mang những cái dấu ấn đặc biệt hơn. Và trong năm 2022 thì chúng tôi dự kiến sẽ dàn dựng nhiều những tác phẩm đạt giải để lan tỏa rộng rãi hơn, mạnh mẽ hơn những tác phẩm đã gửi về cho cuộc vận động. Còn gần một tháng nữa là đến hạn chót để các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi về cho chương trình. Vậy thì chúng ta kỳ vọng như thế nào về những tác phẩm sắp tới ạ, thưa bà? Đã có nhiều những tác phẩm thể hiện sự lạc quan và niềm tin chiến thắng đó, và bằng những việc làm hết sức cụ thể, ca ngợi tình cảm, sự tri ân với lực lượng y bác sĩ, lực lượng vũ trang. Và đặc biệt là cũng có những tác phẩm rất dễ thương của những em bé thật là nhỏ tuổi vẽ hình ảnh anh bộ đội đang hàng ngày chung sức đồng hành cùng nhân dân trong cuộc phòng chống dịch. Hay là những tác phẩm của các tác giả cũng rất lớn tuổi nhưng mà thể hiện tình làng nghĩa xóm, những việc làm rất cụ thể hàng ngày để đóng góp vào công cuộc chung của đất nước. Và chúng tôi mong muốn rằng thời gian những tác phẩm thì không còn nhiều, sẽ mong được nhận thêm nhiều những tác phẩm nghệ thuật thể hiện những bức tranh đa sắc màu, sự phong phú đa dạng của các hình thức và nội dung nghệ thuật tham gia cuộc vận động, để cuộc vận động của chúng ta sẽ đóng góp một cách thiết thực vào công cuộc chung của thành phố. Vâng, xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
Cuốn sách Mây Vẫn Bay Trên Bầu Trời Thành Phố do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành ra đời trong những ngày Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn nhận được sự chú ý từ nhiều bạn đọc trên khắp cả nước. Thông qua cuốn sách, tác giả Hồ Huy Sơn mong muốn truyền một năng lượng tích cực đến cho độc giả. Bởi một lẽ đơn giản, cuộc sống dù có khó khăn thế nào, chỉ cần chúng ta có đủ yêu thương và không ngừng nỗ lực sẽ vượt qua tất cả. Sinh ra lớn lên tại miền Trung nắng gió và lập nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Hồ Huy Sơn mang trong mình rất nhiều suy tư, ấp ủ và hoài bão. Chính điều đó đã tạo nên những chất liệu cuộc sống đa màu sắc xuyên suốt trong các tác phẩm văn học của anh. Và cũng bởi lẽ đó, các sáng tác văn chương của anh luôn đậm chất tình cảm sâu lắng, nhẹ nhàng như chính con người anh vậy. Cuốn sách Mây Vẫn Bay Trên Bầu Trời Thành Phố do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Cuốn sách gồm 13 truyện ngắn xúc tích là những trắc ẩn của những người trẻ muốn hòa mình vào thành phố lớn, sôi động để lập nghiệp bằng ước mơ, khát vọng cháy bỏng theo cách riêng của mỗi người. Chuyện Mây Vẫn Bay Trên Bầu Trời Thành Phố viết về những nhân vật đa phần là những người trẻ, họ cùng nhiều đối tượng thành phố Việt Nam, tuy nhiên họ có chung một cái điểm chung về là họ đều xuất phát từ những quê khác nhau và đồng quê, những đối tượng lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, học tập, sinh sống và làm việc. Và có một điểm chung nữa là của những nhân vật này là họ có những nghị lực, ý chí tương đối là mạnh mẽ và dường như họ không có đầu hàng trước những khó khăn, trước những cái thách thức mà cuộc sống mang đến, mà luôn luôn tiến về phía trước với một tinh thần, một nghị lực, cùng cái hy vọng để ngày mai tươi sáng. Bằng chiếc văn nhẹ nhàng bay bổng nhưng mô tả một cách chân thực sống động cuộc sống thường nhật của những con người thật hay cũng chính là những câu chuyện về cuộc đời tác giả. Mây Vẫn Bay Trên Bầu Trời Thành Phố không làm cho độc giả cảm thấy nặng nề tiểu nhị, mà thay vào đó vẫn rất đậm chất thơ, thanh thoát, dung dị và ẩn sâu trong đó là một niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp mà mình đã lựa chọn, chấp nhận và yêu thương. Tôi hy vọng tập truyện ngắn Mây Vẫn Bay Trên Bầu Trời Thành Phố với những cái chuyện ngắn nhẹ nhàng và ý nghĩa nhân văn sẽ trở thành một nguồn động viên, một khích lệ vô cùng cho mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thông qua cuốn sách, hy vọng rằng độc giả sẽ đâu đó bắt gặp những câu chuyện của chính mình, từ đó có thêm động lực, sự đồng điệu trong đời sống và luôn nuôi dưỡng ước mơ hoài bão của chính mình để vươn lên mạnh mẽ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Kính chào tạm biệt.